Các bạn đã trở lại với channel của mình là Thành Trung Gaming. Chào mừng các bạn đến với tập tiếp theo của Sát thủ Mặt Khỉ. Giờ đây là gương mặt thật của Sát thủ Mặt Khỉ, cho bạn nào chưa biết, đó chính là anh Michael Mụn của chúng ta. Thật ra anh ta là Sát thủ Mặt Khỉ nhưng mà dưới cái vai trò là Michael Mụn. Ây da, từ từ. Ấy, xe mình có tút tút luôn nè các bạn. Mình hôm nay mình đã bị mất bộ đồ Sát thủ Mặt Khỉ rồi, mình phải bây giờ chạy tới cái chỗ mà ga trung tâm các bạn, để chạy tới gọi là cái chỗ bán quần áo để mình đổi đồ rồi các bạn ơi. Đó. Mình đang đi chiếc Audi của anh ấy nha. Đầu để mình thử tới ga coi có xe gì mới không. Tại vì cái bản sale này là mình mới update bản sale mới 100% các bạn à. Full sale luôn. Đâu lại thử coi. Ôi! Đu. Ở đâu quá xe xịn các bạn. Đu chiếc gì đây? Ấy, ấy da. Ôi má, làm gì có chiếc xe xịn gì nhờ. Lộn tới ga nhà mình, lộn cái ga trung tâm mày ơi. Mà có xe xịn đúng nè. Đu. Xe gì đây? Ôi, nhìn có mắt láo đấy nhờ. Đóng cái cửa lại coi Michael. Thằng Michael này quạo thiệt sự. Đúng rồi, trời ơi, tức á. Tức. Tôi tức á, tôi nhìn cái cửa mà tôi tức á. Cái gì đây? Xe cũ Mặt Khỉ mà lụm được cái gì đây? Ôi, xe địa xịn nha các bạn. Xe gì ai bước ra được. Mình thề luôn chiếc này mình không có boss vô các bạn ơi. Thề các bạn nè, xe này xe trong đây luôn không có diễn luôn á. Tôi tự nhiên tôi chạy tới đây luôn nè. Chứ tôi không có diễn nha. Thiệt luôn á, chiếc này ở đâu ra đó mình không biết luôn. Oh my god. Tập kiến ngoại cha. Xe này bự dữ vậy rồi. Đâu vô ga trung tâm coi. Nói trời ơi, xe mình toàn chiếc gì vậy? Toàn mấy chiếc Audi mà ghẻ ghét nha. Ôi rồi lấy chiếc xe mới lụm được chạy luôn. Mới lụm được xe cái đầu chạy lại tới đây là thành xe của mình các bạn ơi. Hay thật sự. Lên này. Sát thủ Mặt Khỉ hôm nay sẽ đi lựa bộ đồ gọi là đẳng cấp sát thủ luôn. Không có chơi đồ nửa mùa nữa. Mình phải update cho sát thủ các bạn ơi. Súng ống thì đầy đủ rồi đúng không? Bây giờ mà đi thay quần áo. Bây giờ là mặc đồ là biết sát thủ luôn các bạn. Mình không giấu giếm gì ai nữa. Chơi vậy mới chất các bạn à. Chơi mà cứ trốn rồi mà sợ gì. Bây giờ mình thách thức công an luôn rồi. Mình là gọi là sát thủ thợ săn thành phố luôn các bạn ơi. Không gọi là sát thủ nữa. Hay. Series này sẽ là series thợ săn thành phố nha. Ôi áo này, thôi ra ngoài mình tự lựa bạn ơi. Mình thấy trong shop nó bán nhiều khi còn ít đồ hơn là mình ra ngoài mình tự lựa nữa. Đây, series này là series thợ săn thành phố nha các bạn. Đó. Mình sẽ săn luôn cả thành phố này. Thợ săn tiền thưởng các bạn, chỉ cần ai mà chịu thưởng là mình sẽ đi săn chứ không phải là đi sát thủ nữa. Này, mặt mày không cần Mặt Khỉ luôn các bạn. Mặt Khỉ làm cái gì? Tôi là sát thủ, tôi là tuyên bố tôi là thợ săn, tôi mà làm hết không có nào mà cãi tôi. Cạo gâu không? Thợ săn à, có gâu cũng được, gâu gì cho ngầu chất tóc hả? Thợ săn dễ bị nắm đầu đó các bạn ơi, nên thợ săn cạo đầu đây đó. Nhìn nhớ có sát thủ không? Nhìn trong Hitman 46 không? Vest thì mẹ chúa quá rồi, chúa ngục quá rồi. Có cái giáp chống đạn nào không? Đem tôi cái giáp chống đạn luôn. Đó, nhìn body mình hơi sợ vậy chứ cũng được đấy, cũng trong cái gì đấy. Đâu rồi? Đấy. Mặc đồ body luôn, nhìn bụng hơi béo ơi, bụng có 6 múi như mọi người thôi. Chứ nhìn cái gì mà. Ok luôn nha. Không có quần nào được hết trời. Các khẩu cho mấy quần gì đâu hả? Đó, cãi cái quần này cũng được bạn ơi. Không có quần nào mà nhìn. Cãi quần này đi bạn. Nhìn nó hơi lịch sự một chút. Tác khẩu thợ săn phải đeo găng tay thôi. Săn những con mồi béo bở. Mang giày. Vậy mà chúng ta phải mang boot để chạy cho lẹ. Mang giày chạy cho lẹ các bạn, bay giúp làm chạy chậm lắm á. Mang giày quan trọng nha. Bạn đừng tưởng đùa. Ok, nó này cũng được. Có áo giáp không? Có áo giáp này có mặt đạn thôi. Trời ơi trời trời, cái áo giáp mặt mà mình thấy nực luôn các bạn. Hoặc cái áo giáp này mẹ như mẹ hằng mẹ biến thái vậy. Mà tôi thấy nực luôn á. Này giáp cảnh sát có rồi. Đại huy chương luôn. Đại huy chương luôn không các bạn. Đó, huy chương luôn. Huy chương do tổng tư lệnh tặng. Không, mình nghĩ mình nên đeo cái gì đó cho nó ngầu các bạn. Cái này thì ta tưởng cảnh sát các bạn ơi. Nhìn mẹ giống cảnh sát quá à. Được. Ngầu. Gì đây? Cái đèn pin với lại cái dây rút hả? Với cái xúc điện á, hồi này bảo vệ rồi ông Huy. Con này đỡ đỡ các bạn ơi, thôi cài đeo đỡ cái này vậy. Rồi sao kiếm có cái nào mà cái áo giáp không ta? Áo giáp rồi. Huy hiệu, huy hiệu luôn, đeo huy hiệu luôn. Ok. Sắc kẹt, sắc kẹt là áo khoác ngoài hả? Michael ít đồ quá ta. Nón hả? Đội nón này, đội nón sát thủ thôi, sát thủ mà cạo đầu luôn nha. Giờ không có chơi mặt khỉ nữa các bạn, mặt khỉ hồi xưa rồi. Nón này nhìn không có áo giáp mà đội cái nón này là nhìn chúa ngục quá. Nhìn này mình nhìn tù vãi bạn ơi. Nhìn phong cách của mình và thật đó. Vậy đi bạn. Vậy đi. Ok vậy đi. Khi tình ta không còn gì đó. Nhìn chạy cho nó ngầu các bạn, nhìn cho nó bụi. Ok chưa? Bụi luôn. Đó. Cầm súng à. Trời ơi, súng. Wow. Cái súng này hơi bị dữ với bạn nè, nè kho súng mới của mình đó bạn ơi. Bắn các bạn coi nè. Test súng mới thử săn thành phố nè. Một viên một à. Ai, má còn sống ơi. Ây da, hai viên. Súng nghe bắn lực lắm luôn á. Từ từ. Mai thử xanh mà đang có màn ra mắt mọi người. Đó. Cái súng này thì quá chuối. Mình nhận ra rồi, chuối quá. Cái này là cái piston AB. Súng gì đây? Tiểu liên. À có cái thôi mình gỡ cái kiến các bạn ơi. Kiến mù màu dễ sợ luôn á. Từ từ anh cảnh sát ơi. Bình tĩnh lại. Em chưa có làm cái gì mà. À, có vậy mình cũng mà đầu tới nơi mà dứt em nữa. Gỡ cái kiến ra các bạn ơi. Có cái kiến nào không có chồng không? Đeo mà kiểu cho đẹp ơi. Ok, khỏi đeo kiến các bạn. Khỏi đeo mặt nạ cái gì hết á. Tôi làm được hết. Nè, súng của anh à. Ôi, súng này có rồng red dot các bạn. Headshot liền các bạn. Thấy ghê chưa? Kìa súng luôn. Cái này cái gì đây? Súng mới hết nha các bạn. Trời ơi, mạnh dở lắm. Đó. Đó, đi khủng bố này dữ luôn. À, những cái súng của sát thủ. Cái này cái gì đây? Ôi, súng này kìa, xả đạn nhanh à. Đó. Có cây à. Sniper. Súng không đủ. Rồi, đi sát thủ này không đủ súng rồi ơi cậy. Thôi cậy vậy. Đó, nay hội săn thành phố ra mắt. Hội săn thành phố này giới thiệu các bạn là mình không bao giờ mình giết người tốt các bạn, hoặc là không bao giờ làm những chuyện gọi là xấu cho xã hội các bạn. Mình chỉ là gọi là giết những người xấu các bạn, hiểu không? Bạn coi, các bạn có coi bộ phim Hỡi Săn Thành Phố của Lee Min-ho không? Đó, mình là Lee Min. Nhìn mặt mày xấu trai quá các bạn ơi, kêu hô không nổi luôn á. Lee Min bớm các bạn à. Đó. Có nào ngầu hơn này không các bạn ơi? Nhìn này nó có mẹ nó không ngầu gì hết á. Trời ơi, nhìn chú ngục quá vậy, nhưng mà anh có kỹ năng slow motion thì phải cho anh làm Hỡi Săn đường phố thôi. Chứ thằng gan này nhìn quế quá. Thiệt luôn á. Thôi đổi việc giặt luôn mày ơi, thiệt. Nhìn Michael được quế quá rồi. Anh chơi Michael rỉnh chán lắm rồi các em ơi. Giờ anh chơi nhân vật mới luôn các em à. Ừ anh chơi hóa nữ sát thủ luôn. Đó giờ anh chơi nhân vật nữ đúng không? Rồi ok hôm nay anh sẽ chơi nữ sát thủ luôn các bạn coi. Ở trong thành phố lần này là con gái các bạn à. Đó lần đầu tiên trong lịch sử mình chơi con gái luôn. Ấy da, người con gái có cái đầu con trai nè các bạn. Nghe quái gì chứ. Người con gái có cái đầu con trai. Trời ơi. Không có mặt nào được được xíu không? Nhưng ba nãy với người anh tính hết nhờ. Ừ. Mặt nhỏ nhắn nè. Ờ mặt này được nè. Tạm. Trời ơi trời. Người con gái mặt ngầu giết mình tự quyết. Oh my god. Nhìn mặt đó mẹ. Trời ơi người con gái cái mặt kìa. Cái mặt cay thật sự. Trời cái mặt này các bạn ơi. Cái mặt này mày nhìn mẹ. Nhìn cái người anh tính vậy. Không cãi lấy luôn. Trời đeo mặt nạ vô. Kệ thôi mặt cứ mặt cũng quan trọng. Tóc nè. Sát thủ thì tóc sao cho coi được cái. Á, đợi ra thành phố chứ không phải đi tống hài mà tóc kiểu đó. Nhìn mình trong buồn cười thật sự các bạn ơi. Cái gì đây lần đầu tiên con chi giặt nữ nữa bạn. Nhìn những kiểu tóc này mà tiếu khoái. Cái gì vậy như cái khá bạch các bạn ơi. Người con gái với bộ tóc khá bạch. Trời ơi nhìn không có, nhìn mặt không có được. Không có hợp chút nào luôn. Trời ơi con gái mà tập vậy chết tôi luôn á. Kiểu tóc gì giờ. Rồi tóc sao bù sao gọn gàng đi. Tóc gọn gàng cái đi. Tóc kiểu nào mà gọn gọn em ơi đây. Á đù. Trời trời. Nhìn như không còn nhện mà nó đu lên đầu các bạn. Nhìn tóc đó bạn, nhìn như con nhện nó đu lên đầu nhỏ này á. À, nhìn này những cái bãi cứt khỉ hết đầu các bạn. Thiệt luôn á, mình không có ý gì. Con này gì trời chứ nguyên con sò úp lên đầu cha. Cái tóc nào mà bình thường một cô gái Việt Nam không? Trời ơi, đã ơi con gái mà hớt bồ ngựa nữa. À, trời trời trước. Nhìn tóc trước rồi bạn ơi, nhìn sau đó bạn. Mới quách được phát cái gì vậy mẹ. Nhìn này thì quê quá thôi. Tôi để đầu chọc quá thôi, tôi để đầu chọc luôn này, quyết định rồi để đầu chọc luôn bạn. Để tóc hoặc là đắng cây. Lựa đồ luôn rồi sao toàn nó găng tay rồi đó. Mặc quần. Có quần nào mà mặc quần mà quân đội tí không? Trời ơi quần mà robot luôn đó bạn ơi. Nhìn cái chân nó bự hơn chân đàn ông nữa. Này quần có squat nè. Ôi cái quần này sang các bạn. Sang. Có lần đầu tiên mình chơi nhân vật nữ đó bạn. Nhìn tiếu thiệt sự luôn. Nhìn không quen. Ôi nhìn ngầu à. Nhìn ngầu à. Nếu mà bộ đồ này mà làm ngầu quá. Sát thủ nữ đầu tiên trong series của mình đó các bạn. Có cái kẹp súng nó là ngầu. Quần vàng hả? Quần vàng nó không có ngầu ơi. Đó. Quần như này nè, nó camo vậy nè. Ok. Được cái quần đi. Cái gì đây? Ba lô hả? Sát thủ cần gì ba lô các bạn ơi. Nó dày ấy nãy mang câu guốc cao á, có gì cho mang anh này cao cao lên xíu không? Guốc chống đạn, có guốc chống đạn không các bạn? Nãy mang gì cao gót nhìn cao thực sự. Đó phải ít nhất cũng phải cỡ đâu này chứ. Má đồn đồn nhìn cái đồn chân của nó các bạn, chừng 8 tấc vậy các bạn. nó vào này. Ok, nó đã được đôi giày rồi. Cái gì Phật à, với chì. Trời ơi, con gái đã rồi, con gái có nhiều cái lạ quá. Guốc chống đạn đó, guốc chống đạn các bạn. Guốc này là đạp đinh là không, đạp đinh là không lủng nữa bạn. Guốc cả tắc các bạn, guốc bự, guốc nó cao quá, cao các bạn, đạp đinh nó không lủng nổi luôn bạn, các bạn hiểu đó. Đó, đạp ví dụ bạn có đạp xuống hố mà hố đinh hố trong gì cũng không sao bạn, nó lý do mà mình kêu guốc chống đạn là vậy đó. Đeo dây chuyền không? Ô cái gì vậy? Ủa có đeo băng đạn được luôn nè, từ từ để kiếm cái áo ấy. Có đeo băng đạn hả? Hợp lý đấy. Ủa con gái ngầu hơn trai ơi, gái đeo băng đạn luôn, trai có băng đạn, trai toàn gì đâu không mà. Dây chuyền, đeo dây chuyền làm gì má ơi là má. Thách khủng mà đi đeo dây chuyền thì chết, chết luôn rồi. Thôi có cái băng đạn này được rồi, để lựa cái áo ấy. À, cái này gì giáp chống đạn à? Đây là giáp chống đạn bạn, giáp chống đạn hình cái mặt luôn đó bạn, không phải hình cái mặt các bạn, tại cái bụng của này nhô ra bạn ơi. Người con gái có cái bụng bự nhất thế giới mà mình từng gặp các bạn. Á, sỉ nhục sát thủ mặt khỉ tôi rồi nó. À, không tại cái áo đó hồi chứ vú vòng một cũng bự, vú bự nha, à, không phải bụng đâu, tại cái áo nó hơi bị lỗi các bạn, không nhưng mà cái bụng bự đen các bạn ơi. Mập vỡ lờ luôn, phải kiếm cái gì mẹ ốm lại, mặc cái giả này mới được, mặc áo da beo luôn kìa, cái áo giáp, hoặc áo giáp cứ thấy nó cắn cắn các bạn, bạn để ý nữ sát thủ của chúng ta này có mặc cái áo giáp vô là mình thấy cắn cắn. Này, áo trong hả bạn ơi? Áo trong thôi chứ không phải là gì hết, áo trong thôi. Này chúng ta để gắn cái phụ kiện cũng được, những cái phụ kiện gì ngầu ngầu cũng được. Chụp chìa khóa băng đạn à, bỏ cái chụp chìa khóa ra được không? Này cái súng cũng được nè, họ đã kiếm cái súng gắn vô mày ơi. À, cái này là cái bộ đạp cũng hợp lý, mình gắn để phụ kiện hả? Cái gì đấy? Oh my god. Được phát à. À rồi gắn cái súng đấy bạn, gắn cái súng cặp phao không đi, vậy đi. Đó, này là áo giáp nè, áo giáp đâu? Áo giáp gì? Cái này nó mặc áo giáp được ta. Áo giáp chuối à, đây rồi. Áo giáp này thì nó bự quá, thì nó không hợp lý thế nào. Ở này rồi bóp đúng rồi, cái giáp này nó bự. Ồ giáp này dày hơn mà, giáp này dày hơn. Mà nhìn thô quá, nhìn hơi mỏng mỏng mấy bạn ơi. Mỏng nhìn cho có dáng xíu, nhìn dày quá nè, mỏng vậy đi bạn, loại mỏng nhất đi bạn ơi. Thằng nhỏ này nó mập quá phải không nè, cho bạn coi nè, sẽ mua cho nhỏ này áo loại mỏng nhất các bạn, nó loại này mỏng nhất rồi nè. Mấy cái kia là nó bự quá, không hợp với dáng em. Màu sáng kìa, màu trắng luôn kìa. Ồ quốc màu trắng luôn, chị hết màu nổi. Chị là sát ấy á, lộn rồi, chị là sát thủ nhưng mà chị thích màu nổi được không? Ở thợ săn với lộn, chị tóc tai vậy đó, chị sát thủ. Ủa chị thợ săn, thợ săn thành phố, huy hiệu thợ săn thành phố bạn, chứ cũng có cái huy hiệu chứ đó, đó huy hiệu thợ săn thành phố bạn, mặc dù mình không biết huy hiệu mình tự chế. Này rồi, có cái áo rồi, cuối cùng cũng mặc được cái áo vô, có vẻ hợp lý đấy nhờ. Trời nhìn mặt nó, nhìn bả đi bả cái tướng bả kênh kìa. Nhìn chị ngầu không mấy đứa, chị trời mặc váy luôn rồi kìa. Ui Chị mặc đồ mà như đàn ông 12. Này éo áo anh Sát quá nhờ. Louis vuông tóc nữa kìa. Louis vui tươi. Có cái áo này chống đạn được không? Chắc phải mình mặc áo tay ngắn các bạn ơi. À, áo tay ngắn đi. Có điều áo tay ngắn thì nó không nhìn hầm hố lắm. Thôi con gái mặc áo tay ngắn rồi, áo này cũng được, áo này cũng nhìn hợp lý nè. Đó, chỉ nó hồi trắng nè, mà cái áo nó cái giáp nó vẽ hơi mỏng, chỉnh cái giáp dày lên một xíu. Ok, chỉnh mặt cái giáp dày lên xíu. Đó, giáp dày lên xíu là được, không dày nữa rồi. Ok, giáp này mắt dày hơn nè, hợp lý chị ơi. Đó, được đó nha, bậy quá bậy. Rồi để chị đeo thêm cái trời ơi, đi mang đâu vậy lên cao thật sự. Quần nãy đâu rồi đó. Quần vàng nữa nổi gì đâu luôn. Sọc xanh đây rồi, sọc xanh thì nhìn nó ăn chuối quá. Đó, bao tay còn cái nãy của mình kiếm đâu ta, cái mà mới vô mặt giáp đó các bạn. Thôi chắc cho đội tóc vô quá à. Các bạn không cảm nha, tập đầu tiên nên chúng ta phải lựa cho gọi là nhân vật nó đỉnh cao một xíu. Ok, tóc này đi để cho nó bụi đời một xíu các bạn. Tập đầu nhưng mọi người không cảm với mình nha các bạn, mình cũng vì nghệ thuật thôi, hy sinh vì nghệ thuật thôi. À đây rồi đó. Ok nó mặt đại có xung thủ rồi đó. Đó nào luôn nè, có màu trắng không? Có màu trắng không? Chắc đổi màu ở giáp các bạn ơi, áo giáp không nên màu này. Áo giáp màu đen đi. Rồi ok, cái này thì nó bự quá. Cái ghép này thì nó không ôm. Áo này thì hơi nhỏ. À, cái này vừa khích luôn nè, vừa khích luôn nè đó. Màu rồi, quan trọng là màu. Đen đi, trắng thì nó quá nổi rồi. Ok, ok. Dạ cho đội một cái nón đi. Tóc tai rồi. Nón sao cho ngầu coi. Nón cứu hỏa ha. Đó, nhìn nó chỉ huy không? Mà không, mình đâu phải chỉ huy, mình chỉ làm một. Trời, cái nón nó bự cái đầu biết nhiêu luôn các bạn nhìn cũng được nha. Hơi bự xíu thôi. Vừa chị ơi, chị nhỏ xíu, cái đầu nhỏ xíu mà đội có nón như cái nồi cơm điện úp lên đầu vậy đó, sao chịu nổi. Nhẹ nhàng thôi. Ừ, đội nón này nhìn được không nhờ? Nón này không có trúng đạn các bạn ơi, mình cần một cái nón trúng đạn. Nón này phi công rồi. Tập 1 tập này cho các bạn coi đã luôn, coi phê luôn. Vô coi, các bạn có bảo đảm chừng mấy trăm bạn comment lại là anh Thành Trung anh lựa đồ hết mẹ nửa video rồi. Nhưng mà không, các bạn phải hiểu ra tập đầu tiên của series mình phải gọi là lựa những nhân vật nó đẹp nhất, chứ thằng Michael anh chị ít chán lắm người em ơi. Phải chơi lại một series mới rồi, series Michael chán lắm rồi. Hợp lý không? Cái nón này cũng được nhờ. Nón này nhìn cũng ngầu các bạn, mà chỉ nồi cục điện nghe thiệt. Nón nào nhỏ nhỏ không hay tại cái đầu mình nhỏ quá. Ngầu các bạn. Ôi nhìn ngầu đấy. Nhìn giống thợ săn thành phố rồi đó bạn ơi. Hợp lý. Cái màu này trùng với cái màu của mình đó nè. Ok. Đó, nhìn mẹ bốn mắt thật sự. Đeo hiếm kiến luôn. Đó, đeo kiến này đi. Có đeo kiến. Chúng ta sẽ đeo buộc, đeo thêm hai khuyên tai chà bá lửa. Vì mình là con gái mà, dù gì cũng là con gái mà phải đeo hai khuyên tai chứ. Á, chà bá lửa quá. Đó, thôi khỏi đi. Cái gì đây? À, vòng tay. Đeo đồng hồ hả? Cái đồng hồ cũng được, đồng hồ nào rẻ rẻ thôi. Ok. Tay này. Mình đi đeo cái xích đi cho ngầu các bạn ơi. Đó, dù em là con gái nhưng mà em vẫn mạnh mẽ như thường. Xeo lại cái thợ săn thành phố xong. À, tôi đã xong thợ săn thành phố rồi. Ây da. À, bây giờ tôi chưa có súng các bạn ơi. Tôi chưa có súng thì tôi sẽ đi mua súng. Đây là con xe của tôi không đi xe này đâu. Xe này là chơi thôi. Phải đi xe xịn. Ây da. Chết không? Ờ, mình có xe không à. Khoan. Apply. À, quên có xe mà. Bấm lộn cái thôi mà. Làm hú hồ hú vía hết à. Này. Đó, tôi phải đi xe này tôi mới chịu. Con gái nhưng mà không phải là con gái bình thường nha. Con gái mẹ đây. Để đi mua súng. Chuyên đi hách trực những loại tơ hạch gọi là gian ác nhất trong server nha bạn. Ủa trong Gata 5 nha. Đu. À. Ôi chiếc xe chở chiếc xe ba bánh đúng đẹp luôn mà tới nó bị lắc nó mắc rồi các bạn. Uổng thật sự. Thôi đi con này cũng được về, con này ngầu hơn. Đó. Chưa có súng nữa bạn. Cô gái này cần một cây súng. Cô gái chúng ta cần một cây súng. Ai da đóng cửa luôn rồi má khốn nạn. Đừng đóng cửa tôi mua không được. Đừng tưởng đóng cửa tôi mua không được. Xin lỗi anh, tôi mua hết. Đấy. Về súng nào. Đó, muốn súng nào có súng đó. Full option nè. Đó, ok chưa. Quan trọng là phái cái nào ơi. Bóp thôi, bóp yếu lắm. Quốc cây này đây cho nó hợp dáng rồi, mấy kia bự quá. Chị này thì chị nhỏ, chị cầm súng bự đâu nổi. Khỏi giảm thanh gì hết á. Tụ bắn là tôi cho chết hết. Tôi có ngán nào. Rồi ok. Súng cỡ nào, có cỡ đó. Súng lục. Một này dài quá chị bắn nhỏ nhỏ thôi. Chị. Rồi cây súng của chị đây rồi. Đó, chị cần súng giảm thanh thì có cây giảm thanh. Để gắn sẵn cái chị với cây giảm thanh. Rồi ok. AK chị cầm thì dài quá bạn ơi, cái này chị cầm không nổi đâu. Cái nào ngắn đâu vì. Này, cái này ngắn nhất đây. Đó. Hợp lý. Nó chỉ có dao rồi đó bạn. Bình thường chị sẽ cầm một cây tiểu liên thôi. Cái tiểu liên thích hợp với chị. Súng nhỏ nhỏ thôi. Trời, cầm cái này dài quá, cầm không nổi đâu. Combo của chị đây. Có thằng đua xe các bạn ơi. Ó ngầu các bạn. À, ngầu thật sự. Mình nhân vật này sẽ không bị cảnh sát bắt nha các bạn. Nhưng sẽ bị everyone ignore you, là mọi người sẽ không ít hít mình các bạn. Tại vì mình là hai trời hành đạo các bạn hiểu không? Đó. Nên xe đầu tiên hôm nay mình sẽ quậy luôn cái mặt nhớ bự nhất thành phố này các bạn ạ. À. Bằng mà gangster nhất thành phố. À, lùa, chúng tôi sẽ lùa hết, chúng tôi không có sợ ai hết đó. Phải dạy cho tụi nó một bài học. Hôm nay đã có thợ thành phố rồi, chuyên giúp người nghèo mà binh người già. Ố lộn, chuyên giúp người già. Ố, chuyên giúp người chuyên giúp người già. Ố, chuyên giúp người nghèo, tiêu diệt người giàu các bạn ạ. À. Đúng rồi, mình nhớ rồi. Tiêu diệt người giàu, giúp người nghèo, mà người giàu ác nha, chứ không phải người giàu ấy sẽ tiêu diệt những người gọi là giàu ác, để mình giúp những người gọi là nghèo khổ. Ok, ngon lành. Tôi tới đây. Bằng nhóm bự chiếc server này sẽ bị tiêu dẹp. Mình nên nghĩ mình không nên đi chiếc này các bạn, mình phải mướn luôn chiếc xe bọc thép chống đạn nữa các bạn. Đi chiếc bán tải cũng ngầu quá ngầu. Đi chiếc Lambo này thì cũng được, nó cũng quách đó. Được đây, họ đi chiếc Lambo này đi các bạn ơi. Sau này mình sẽ boss ghi cho con này một chiếc xe. Ô, ba chiếc xe cam chạy chung rồi. Hôm nay thì tới đây. Ô, trường học mà đội siêu xe nhiều như bay. À, tụi du côn du đảng cho thành phố không? Trong trường học ăn hiếp học sinh bình thường đúng không? Từ từ đó, để chị mày lại dạy dỗ các em. Chào các em. Nghe nói các em là du côn mấy cái trường này đúng không? Nghe nói cái à mặt phụ huynh mà mẹ vô trường học sinh học hả? Mấy vậy? Ôi, nó làm gì vậy? Má ăn hiếp học sinh hả? Chơi. Đâu này nó ăn hiếp học sinh, nó bóp cổ này các bạn. Má mấy ông già này khốn nạn thiệt, bé rõ ràng không? Ây da, cứu người. Thôi chạy đi em nhỏ. Á nó phải ông con chừng đó ông già má ơi, đừng có làm mẫu nha, đừng có ăn hiếp học sinh nha, tôi bự mình cạp ấy. Cái này bị gì á, này tính làm đi học sinh em bé bị cười ông khùng làm điên gì á. Mấy em chỉ đồ gì á, dạ, em đừng khùng điên vậy. Má đuổi về bạn ơi, má ông khùng quá tèo quá. Má chơi đồ của bạn ơi. Đó. Xinh mẹ khùng nữa bạn. Tự nhiên nó đứng nó dọc ngược lên trời các bạn. Không hiểu luôn. Rồi, tới cô bằng đảng này. Rồi bằng đảng này đổi mới rồi nha bạn. Cô băng đảng này mẹ đọc vải tèo nha. À, đề nghị mấy anh trai uống cái gì đây, uống cái gì Coca-Cola gì đó bạn, nay không có mặc đồ nữa nha. Ai chụp mặt nó nào ơi, mặt mũi gì đàng hoàng nha. Quay ê mày nói chữ phải biết mày. Tao là mẹ thợ săn thành phố. Nghe nói tụi mày mẹ chọc kẹo người dân lắm đúng không? Đúng không? Hỏi đúng không ơi? À, people SU như là mọi người sợ mình các bạn ơi. À, như là mọi người sợ mình các bạn ơi, còn giờ không ai sợ mình. Hay à, bỏ điện thoại xuống. WhatsApp man. Chuẩn bị gặp khẩu súng trong người. Sao? Dạ bàn tay luôn. Ôi. Ủa sao mình bái vậy ta, không ai dám đụng mình luôn các bạn. Mình đi quanh mặt đường ngầu quá. Nó. Hình như mình đang được ngầu các bạn, không ai dám đụng với mình hết á. Ủa mấy giang hồ này. Đi về ngủ đi. Ba má đợi ở nhà ốc xuống. Ủa sao tụi này không ai làm gì mình hết bạn? Rồi ăn sao vậy chị? Gì vậy? Không ai bắt mình, không ai làm gì mình hết. Nổ súng đi. Thử bắt. Oh. À, nó bắn, nó bắn rồi mày ơi. Chết chết. Chết con rỉ mẹ đông quá. Chạy, hơi ra thành phố chạy. Nó đông phải tèo mày ơi, làm gì đông vậy? Chạy chạy lâu. Đông lắm luôn á. Nhìn cho bán đồ kìa. Ờ dạ nó tới à. Không không, hình như tụi nó bắt nhau. Phải bắt mình. Không, tụi nó đang bắt nhau rồi ơi. Đó. Chết đi. À, rồi ra thành phố rồi mày chí bạn ơi. Bữa nãy mà đứng lại là mình có mà bọc mình á. Rồi, lúc này chúng ta đi ra được rồi đó. Rồi luôn, đứng game, crash game luôn, không hiểu luôn. Má đang vui, đang hay à. Oh my god, cày thế nhờ. Tất các bạn. Dạ ok ha, tập 1 của series Thời gian thành phố sẽ kết thúc tại đây. Đầy hứa hẹn tập sau mình sẽ quay lại các bạn ơi, tập 1 tự nhiên bị cắt game luôn bạn cây thật sự. Ok, cảm ơn mọi người nhiều nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video kế tiếp. Các bạn nhớ like theo dõi mình để xem nhiều video mới nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Ok.